Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay tiện là mình đang làm một cặp nhung tầm 6 lạng để gửi cho khách. Thì khách nhờ ngâm mật ong thì đang làm dở thì tự nhiên mình muốn làm một video ấy để nói về một chủ đề là mọi người dùng nhung hiêu thế nào là an toàn nhất. Tức là cái lông của nhung hiêu, hay là nói cụ thể là cái lông của nhung hiêu mọi người có cần loại bỏ không? Đấy. Rất nhiều người thắc mắc là không biết cái lông của nhung hiêu này nó có độc hay không. Đấy, nên nhưng mà trang trại khuyên rằng ý, làm video này để mục đích để nói cho mọi người biết rằng là tất cả những cái sản phẩm mà liên quan đến cái lông hoặc là tóc ý, thì nó đều không tốt cho sức khỏe cả. Tại vì khi nó đã là lông là tóc thì nó sẽ rất khó để tiêu hóa. Vì vậy nên để cho cẩn thận, mọi người dùng sản phẩm này là dành cho sức khỏe mà, nên là mọi người tốt nhất là chúng ta nên cẩn thận. Nó có một cái lớp lông mỏng bên ngoài ấy, mọi người hơ qua lửa cho nó hết đi. Đây như trang trại làm cặp nhung này cho khách này, trang trại là làm sạch lông luôn đấy, tức là đã hơ qua một lần lửa cồn này, sau đấy là rửa sạch bằng nước, sau đấy lại rửa sạch bằng rượu trắng, chúng ta dùng dao tem đã làm một con lông chúng ta cạo sạch đấy, dùng như thế thì nó mới an toàn được đấy. Đối với cái nhung hiêu này thì cái lớp lông của nó là rất mỏng thôi, lớp lông nó không quá là dày, nên là mọi người chỉ cần hơ qua lửa chỉ tầm khoảng 1 phút đến 5 phút gì đấy, tức là mình hơ qua thời gian ngắn thôi là nó hết, 1 đến 3 phút là nó sẽ hết lớp lông rồi thôi. Chúng ta không nên hơ kỹ quá nhé, mọi người mà hơ kỹ quá thì cái nhung nó sẽ mất đi cái độ tươi ở bên trong đi. Trong kiểu lúc đấy mình làm chín cái nhung đi ấy thì nó sẽ mất cái độ tươi đi, mà đồ tươi thì bao giờ chúng ta cũng dùng cũng tốt hơn, nên mọi người là nên giữ được cái tươi của nó. Để ngâm với mật ong thì mọi người sẽ xắt lát ra như mình đang làm dở đây, đang làm gần xong vừa xắt lát thì mình làm video này. Video của mình muốn chủ yếu nói nhắc nhở mọi người là đối với sử dụng nhung hiêu, kể cả nhung hiêu mà mọi người mua từ bên nước ngoài sang cũng vậy, thì mọi người nên tuyệt đối phải làm sạch cái lớp lông đi. Đấy, cái lớp lông này là theo một số bác sĩ ấy, người ta có tư vấn là nó vào trong cổ, nếu như mọi người mà hay bị viêm họng là nó hay dính vào họng và gây ho. Đấy, đại khái là nếu như vào đường ruột thì chúng ta cũng không hề tốt cho đường ruột của chúng ta tí nào cả, nên mọi người là tốt nhất là chúng ta phải làm sạch. Đấy, tức là cái nhung hiêu này là cái lớp lông của nó rất mỏng, đôi khi là nhiều người là cứ chủ quan, mọi người bảo là cứ để vậy không vấn đề gì hết, thì tất nhiên là khi vấn đề gì chúng ta mới biết được, nhưng mà để cẩn thận là trang trại nhung hiêu Sao Tím Tài là khuyên mọi người là nên làm sạch lông của nhung hiêu trước khi chúng ta ngâm rượu hoặc là ngâm mật ong hoặc chúng ta sử dụng trực tiếp, chúng ta cũng nên làm sạch lông đi. Đấy, trang trại là sẽ bán cho mọi người là tươi nguyên cặp đấy, chỉ bán tươi nguyên cặp thôi, về hướng dẫn mọi người tự làm. Và đây là khách là quá bận nên là có chuyển khoản trước và nhờ trang trại làm hộ. Thì tiện đây thì trang trại cũng lưu ý một cái lưu ý nhỏ nhưng mà rất quan trọng, cái lưu ý này rất quan trọng mọi người ạ. Đấy, nhiều người mà ngâm khách của mình ấy, ngâm xong là một thời gian sau bắt đầu lại thấy cái sự nguy hiểm đó lại không dám dùng, dẫn đến một sự rất là lãng phí, nên là mọi người phải làm cẩn thận ngay từ đầu. Đấy, làm sạch ngay từ đầu, tại vì cái sản phẩm liên quan đến sức khỏe là chúng ta cần phải cẩn trọng và chu đáo chứ không được làm qua loa. Đấy, cái sản phẩm này thì đối với sức khỏe thì nó quá tốt rồi, kể cả trẻ em, người già và thanh niên, thì cái sản phẩm này là một sản phẩm cực kỳ tốt để mọi người dùng để tăng cường sức khỏe cho mình. Đặc biệt các quý ông thì cái này khỏi phải bàn nữa, cái này là có tiếng, thậm chí là nó có trong các bài thuốc của các cặp vợ chồng hiếm muộn ấy. Đấy, thì đây là một sản phẩm cực kỳ tốt sức khỏe, để ai mà có nhu cầu trực tiếp mua nhung hiêu từ trang trại thì liên hệ với trang trại qua số điện thoại là 0903 291 899, hoặc hãy bỏ số điện thoại ở bên dưới phần comment, trang trại sẽ có người nhân viên tư vấn cho mọi người chi tiết cách mua hàng và gửi hàng, giao hàng tận nơi. Trang trại có vận chuyển và gửi hàng nhung toàn quốc luôn. Thì cảm ơn mọi người đã đón xem video. Xin chào và hẹn mọi người.
video tiếp theo. Xin cảm ơn.